kiên cố không thoái chuyển. Chỉ đại nguyện đại hạnh ở trên, tuyệt đối không thay đổi, vĩnh viễn không thoái chuyển. Đây là ai? Là người hiểu rõ. Hoàn toàn không nghi ngờ. Họ mới làm được. Cho nên nghi, quý vị xem tham sân si mạng nghi, thứ sau cùng của căn bản phiền não, sắp ở vị trí sau cùng, đó cũng chính là quan trọng nhất. Trung Quốc và Ấn Độ cổ thường đạt điều quan trọng nhất ở vị trí sau cùng. Cho nên nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Đáng sợ hơn ở trước nhiều. Tham sân si mạng ở trước dễ đoạn, nghi không dễ đoạn. Nghi cần dùng gì để đoạn? Cần trí tuệ. Trí tuệ chân thật mới giúp ta đoạn nghi sanh tính. Nếu ta hoài nghi đối với giáo huấn thánh hiền, điều này có thể lý giải, cũng có thể nói là đáng như thế. Vì ta là phàm phu, làm sao có thể không nghi? Trời người cũng nghi, thậm chí tứ thánh pháp giới cũng vẫn còn nghi. Ai không nghi? Sơ trụ trở lên không nghi. Vì không nghi mới chứng được sơ trụ. Tham sân si mạng dễ đoạn, nghi khó đoạn. Giống như dương vẫn không dứt, củ sen đã dứt nhưng sợi tơ của nó vẫn còn liền nhau. Nghi quá khó đoạn. Nghi phải dựa vào trí tuệ chân thật, phải dựa vào công phu thiền định. Như vậy mới thật sự đạt được tuyệt đối không nghi, vĩnh viễn bất thoái. Đại nguyện đại hạnh, đại nguyện không thoái chuyển, đại hạnh cũng không thoái chuyển. Hạnh nguyện đều trong cuộc sống hàng ngày.